Vô mà bây giờ là demo của Vietgram 2018. Yo, đây là việc rap 2018 hả? Lại phải ra thêm một kỳ tác ngay cho đình đám hả? Dù mày còn ngồi ghế nhà trường hay là vào khám ở, vẫn sẽ có nhạc rap cho mày nghe và ráng đỡ. Tao vẫn đi qua khói và bụi, tao vẫn dám thở. Tao vẫn nhìn loài heo tham ăn dù là cám dở. Nếu yêu vợ với yêu cô tắm thì sợ gì cám dỗ. Nếu như có cổ phần thì đừng bán sớm và bán lỗ. Yeah, và nó là một cái demo. Và bây giờ Na sẽ phân tích từng cái câu trong cái demo này. Thì ok. Đầu tiên. Yeah. Đây là việc rap 2018 hả? Là phải rap thêm một kỳ tab nghe cho đình đám hả? Ok, đại lại hai câu đó ha. Cái flow chưa có work lắm, tại vì mới biết xong luôn. Thì ok, hai câu này nó hay ở chỗ gì, nghe lại nha. Việc rap 2018 hả? Kiệt tác ngay trên đình đám hả? Việc rap 2018 hả? Kiệt tác ngay trên đình đám hả? Ok, vậy thì cái đoạn đó nó nghe rất là vần. Việc rap 2018 và kiệt tác ngay trên đình đám, nó là một cái cụm từ, nó được sắp xếp cái nguyên âm của nó rất là vần với nhau. Ok, và tiếp theo, hai câu tiếp theo coi nó hay cái gì. Dù mày còn ngồi trong nhà trường hay là vào khám ở, vẫn sẽ có nhạc rap cho mày nghe và ráng đỡ. Ok, hai câu này á nó hay ở chỗ gì, nó hay ở chỗ là nó vần khám ở, vào khám ở và ráng đỡ. Nhưng mà nó hay hơn ở chỗ là nó có cái chơi chữ ở chỗ ráng đỡ. Nếu mà câu này mới đầu nghe vô sẽ rất là bố láo, cảm thấy giống như là đang ok, mình đang swag, mình đang chửi chửi đối phương là bây giờ tao tấn công mày ráng đỡ kiểu vậy. Nhưng mà nếu mà nghe lại cho kỹ á, thì sẽ thấy cái chữ ráng đỡ ở đây nó cũng có cảm giác giống như là ráng một chút rồi sẽ đỡ. Nó giống như là nó sao ta, nó có sự an ủi ở trong đó, tức là không phải là tấn công mà nó có sự an ủi. Thì ok, đó là chia chữ. Từ tôi có biết lại một chút. Ok, tôi có biết lại. Tiếp theo. Tiếp theo là hai câu tiếp theo. Hai câu tiếp theo cũng khá hay. Bây giờ mình nghe lại bốn câu đầu đi ha. Cái beat này cái đoạn vào đầu nó dài quá. Đây là việc rap 2018 hả? Lại phải ra thêm một kỳ tác ngay trên đình đám hả? Dù mày còn ngồi ghế nhà trường hay là vào khám ở, vẫn sẽ có nhạc rap cho mày nghe và ráng đỡ. Yeah, tao vẫn đi qua khóc và bụi, tao vẫn dám thở. Tao vẫn nhìn loài heo tham ăn dù là cám dở. Ok, hai câu này. Tao vẫn đi qua khói và bụi, tao vẫn dám thở. Tao vẫn nhìn loài heo tham ăn dù là cám dở. Nó hay ở chỗ là nó có sự ẩn dụ ở trong đó. Nếu mà nghe ok, đi qua khói và bụi tao vẫn dám thở, có nghĩa là ok, thằng này nó không sợ khói bụi, nó là nghĩa đen. Nhưng mà nếu hiểu được cái nghĩa bóng á, cái nghĩa ẩn dụ á, sẽ thấy á, đây là nói về chuyện sống chết. Na đang nói về chuyện sống chết. Tại vì Na thì có học về đạo Phật, ok, thì đi qua khói và bụi để rồi dám thở, đây nó có nghĩa giống như là trải qua cái kiếp người á, đi hạt bụi hóa thành cái kiếp người, dám thở một cái kiếp người. Ok, câu tiếp theo là tao vẫn nhìn loài heo tham ăn dù là cám dở. Heo tham ăn dù là cám dở đây thì có ý là muốn chỉ trích những cái người có cái tập tính là tham lam, không có phân biệt tốt xấu hay là ngon dở kiểu vậy. Thì nó là sự ẩn dụ cho cái sự chỉ trích đó. Ok, tiếp theo, hai câu tiếp theo.
Nếu yêu vợ như yêu cố tấm thì sợ gì cám dỗ. Nếu như có cổ phần thì đừng bán sớm và bán lỗ. Ok. Câu này có thể coi là hay nhất nãy giờ, tại vì nó kết hợp vừa chơi chữ, vừa ẩn dụ, vừa vần, vừa có điển tích ở trong đó nữa. Sử dụng điển tích tấm cám. Ok, giờ phân tích câu đầu tiên nha. Nếu yêu vợ như yêu cô tấm thì sợ gì cám dỗ. Vậy thì cái chữ cám ở đây á, nó có liên quan tới cái chuyện ăn cám ở phía trên, chuyện mà heo ăn cám dở. Ok, vậy thì đó đầu tiên là từ tôi có biết lại một chút nữa. Nó qua cái biết khác luôn rồi. Quảng cáo. Ok. Quay lại, sorry, bị quảng cáo. Nếu yêu vợ như yêu cô tắm thì sợ gì cám dỗ. Cái câu chữ cám ở đây á, nó có liên quan tới chữ ăn cám ở phía trên, ăn cám dở. Và nó còn là liên quan tới điển tích tấm cám. Và nó cũng là chữ cám ở trong chữ cám dỗ luôn. Cho nên nó có ba nghĩa ở đây lận. Và nó khá là hay là chơi chữ cám ở chỗ đó. Nếu yêu vợ như yêu cô tấm thì sợ gì cám dỗ. Ở đây nó là như là lời khuyên, là những cái người người mà heo tham ăn, không phân biệt cám ngon cám dở hay gì đó, thì phải gọi là nếu như mà có được một cô tắm á, thì không có cần cái cám dở kia. Rồi câu tiếp theo, nếu như có cổ phần thì đừng bán sớm và bán lỗ. Thì cái câu này á, cổ phần đừng bán sớm bán lỗ, nó là ẩn dụ cho cái chuyện cô tắm. Cổ phần ở đây nó vần với chữ cô tắm, và nó cũng là ẩn dụ cho cô tắm luôn. Tức là nếu như có được một cái người tốt á, thì đừng bán sớm và bán lỗ. Bán lỗ ở đây nó vần với chữ cám dỗ, và nó vần với cái cám dỗ, và nó cũng ẩn dụ cho cám dỗ luôn. Nếu như bạn bán lỗ cô tắm, bạn bỏ cô tắm quá sớm, thì bạn sẽ bây giờ bạn lỗ trong cuộc đời. Thì cái câu đó nó mang ý tưởng như là làm ăn, nhưng mà nó là cuộc làm ăn của cuộc đời. Ok. Đại loại là vậy. Hai cái câu này nó so sánh với nhau nè. Nếu yêu vợ như yêu cô tắm thì sợ gì cám dỗ. Nếu như có cổ phần thì đừng bán sớm và bán lỗ. Nó là hai câu kết bài, kết lại nguyên cái bài này luôn. Thì đại loại là vậy. Demo cho mọi người thấy là đây là thứ mà mình sẽ làm với Việt Rap 2018. Rất là đơn giản, là thô sơ hiện giờ thôi, tại vì chưa có setup xong website, chưa có làm được gì hết, và phải giải thích các bạn như thế này. Nhưng mà sau này khi mà nó có được xong cái website rồi á, thì các bạn chỉ cần vô website, click lên trên cái dòng lyric đó là sẽ có hiện lên giải thích vân 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 vân. Và mình đang build cái đó rồi, tiến triển sẽ được update trên page này. Vậy ha. Peace.